Thưa quý vị và các bạn, sau chuỗi ngày nắng nóng thì một dấu hiệu tích cực về thời tiết đã xuất hiện. Đó là khối không khí biển với trường gió đông nam ẩm đang lấn từ phía đông vào. Từ phía bắc, một rãnh mây dông đang di chuyển xuống nước ta. Trong đêm nay, dưới tác động của hai hình thế này, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng cũng như là cả Lạng Sơn sẽ có mưa rào và dông. Những cơn mưa dông chủ yếu xuất hiện trong đêm và sáng. Ngày mai, miền Bắc trời nhiều mây hơn nên nhiệt giảm đi từ 2 cho đến 3 độ. Khu vực Trung Du và vùng núi thì nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 31 đến 33 độ. Vùng Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm còn 34 đến 36 độ. Nắng nóng chấm dứt hoàn toàn ở vùng núi và Trung Du, vùng Đồng Bằng trời còn oi bức. Đến chiều và tối mai, những cơn mưa dông của gió Đông Nam sẽ lặp lại trên diện rộng. Cục bộ có những điểm mưa vừa, mưa to và dông. Với miền Trung, ngày mai với sự xuất hiện của thành phần gió Đông Nam ẩm từ ngoài biển vào, đẩy gió phơn lùi về phía Tây, khiến cho diện nóng và cường độ nóng ngày mai ở miền Trung thu hẹp lại đáng kể. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Trị, mức nhiệt cao nhất giảm xuống còn 35 đến 37 độ. Vùng nóng chỉ còn xảy ra ở khu vực Trung Du và vùng núi. Trong khi đó, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Phú Yên vẫn còn xảy ra nắng nóng nhưng nhiệt độ cũng giảm, còn khoảng 35 đến 36 độ. Và các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận không có nắng nóng với mức nhiệt cao trong khoảng từ 34 đến 35 độ. Gió mùa Tây Nam đang gia tăng hoạt động trở lại. Dù chưa mạnh nhưng chiều và tối mai nó sẽ mang tới những cơn mưa rào và dông diện rải rác ở khu vực Tây Nguyên và diện nhiều nơi ở khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên hạ xuống còn khoảng 29 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Trên biển ở Vịnh Bắc Bộ cần lưu ý tới hiện tượng mưa dông khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km. Còn ở ngoài khơi khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa vẫn duy trì trạng thái thời tiết tốt, trời không mưa, gió hướng Nam đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Ở khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác về chiều và tối, tầm nhìn xa bị giảm thấp trở lại còn 4 đến 10 km. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.